Câu 191 đến câu 195, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái memo, một cái thư báo nội bộ ha. Bài đọc số 2 là một cái lịch trình kiểm tra hay là thử nghiệm. Bài đọc số 3 là một cái form. Câu 191, what is the main purpose? Cái mục đích chính của cái memo, cái thư báo nội bộ là gì? Memo là bài số 1 phải không nào? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đáp án trước sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to offer, để cung cấp một cái incentive. Câu B, để schedule, lên lịch trình một cái bài kiểm tra. Câu C, để provide, cung cấp một cái sự cập nhật. Câu D, để request, yêu cầu một cái sự phản hồi. Mình cùng dò đoạn đầu của bài số 1 nha. Rồi từ đây phải không nào, work, cái công việc thì đã và đang come along well, tiến triển tốt. Cho cái fitness tracker mới nhất của chúng ta, cái mà chúng ta hiện tại đang đề cập, đang nhắc tới, bởi cái tên tạm thời của nó là Z-Model. Cái người trưởng phòng marketing á, tên là Jepson, đã chia sẻ danh sách được rút gọn cho những cái tên cuối cùng có thể dành cho cái sản phẩm này, bao gồm Trailblazer và Split Second, nếu bộ phận marketing á, không thể đưa ra quyết định cuối cùng cho cái tên trước ngày 11 tháng 8, thì chúng tôi sẽ làm một cái bản khảo sát để mà hỏi ý kiến. Rồi, vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu A có cung cấp cái incentive gì không? Cái từ này hơi lạ mà mình cũng không thấy nhắc tới, phải không nào? Còn câu B, cái lịch trình, sắp xếp lịch trình cho bài kiểm tra là không thấy rồi nè. Rồi câu C, cung cấp một cái sự cập nhật thông tin, có không em? Có phải không nào? Ngay câu đầu tiên luôn là gì đây? Cái công việc này nè, thì đang tiến triển tốt cho cái sản phẩm này, có tên là Z-Model. Rồi những cái câu ở phía sau là cung cấp những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm này, phải không nào? Như là cái danh sách tên nè, cho nó nè. Rồi, còn cái câu D là gì em? Câu đi là yêu cầu cái sự phản hồi, đâu có phản hồi gì đâu. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Là câu C ha. Câu 192, which subject, cái chủ thể nào thì rất có khả năng là được thêm vào cái testing schedule. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, subject và testing schedule, phải không nào? Sẽ đáp án trước nha câu A. À đây là những cái tên, phải không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ dò từ khóa cùng những cái tên nha. Rồi mình dò tiếp đi em. Đoạn số 2 của bài số 1 chưa dò nè. Em dò xem có từ khóa hay không. Đây có từ subjects nè, phải không nào? Có testing schedule luôn. Mình cùng đọc cái câu trước những từ khóa này nha em. First, đầu tiên á, thì chúng ta cần finalize, quyết định cái danh sách những cái chủ thể thử nghiệm. Khi mà tôi went through, xem qua cái lịch trình thử nghiệm á, kiểm tra thì tôi nhận thấy rằng tất cả bọn họ đó thì đều trong cái độ tuổi là 20 và 30. Tôi muốn có ít nhất một hoặc hai cái chủ thể, những người mà trong độ tuổi 40 hoặc 50, để mà có được cái sự phản hồi từ những người sử dụng mà lớn tuổi hơn một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dò cái testing schedule xem ai là người có độ tuổi trong 40 đến 50 thì đó chính là người được thêm vào, phải không nào? Vậy em giờ em xem nha, đây là testing schedule bài số 2 có nè. Rồi, subject đầu tiên là Dorothy Klein. Người này bao nhiêu tuổi vậy em? À 57 tuổi nè. Vậy chắc chắn Dorothy Klein là người được thêm vào rồi, phải không? Trong khi đó Simon là 23 tuổi nè, Flint là 37 và Durban là 32, là những người trong độ tuổi 20 đến 30 ban đầu có rồi, phải không nào? Chỉ có cái người là Clan là 57 tuổi là được thêm vào sau thôi nè. Vậy đáp án chắc chắn là câu A ha. Câu 193, what aspect, cái khía cạnh nào của cái sản phẩm á, thì được thử nghiệm tại Oak Mountain? Vậy từ khóa chính là Oak Mountain, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Monitor, quản lý, giám sát cái nhịp tim. Câu A, durability, là cái độ bền của sản phẩm. Câu C, cái việc chống nước ha. Câu D là cái chức năng về pacing và tốc độ đó. Rồi mình cùng dò xem Oak Mountain ở vị trí nào nha em. Đang dò bài số 2, mình dò tiếp bài số 2 ha. Rồi, Oak Mountain là cái địa điểm nè. Mình dò xem location. Thứ nhất là không phải rồi nè. Cái thứ hai cũng không phải luôn. Cái thứ ba cũng không phải ha. Đây là em có từ Oak Mountain nè, phải không nào? Rồi em xem nè. Thì cái chủ thể là Durban, tuổi là 32, female là nữ nè. Địa điểm là Oak Mountain. Activity, hoạt động là chạy xe đạp. Chú trọng vào testing, kiểm tra cái khả năng withstand, chịu được cái shocks, là cái va đập chấn động đó, chịu được va đập chấn động, là cái aspect, cái khía cạnh nào vậy em? À là câu B, phải không nào? Cái độ bền của sản phẩm ha. Còn nhịp tim là sai rồi nè, chống nước là sai luôn nè, tốc độ cũng không đúng ha, là độ bền của sản phẩm, là chịu được cái chấn động, cái va đập ha. Câu 194, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Z-Model device, cái thiết bị Z-Model. Ok, đáp án trước nghe em câu A. Nó thì phổ biến, nổi tiếng ở trong hầu hết những cái chủ thể mà làm thử nghiệm, kiểm tra ha. Câu B, cái đội marketing á thì không thể chọn ra cái tên cho nó. À lúc nãy câu B mình có dò phải không em, là khúc nào vậy? Bài số 1 phải không nào? Đây nè, if, nếu mà cái bộ phận marketing á
không thể đưa ra quyết định cuối cùng cho cái tên của nó trước ngày 11 tháng 8 thì chúng tôi sẽ làm khảo sát để mà hỏi ý kiến, phải không nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ dò xem họ có làm khảo sát hay không. Nếu họ làm khảo sát thì câu bi đúng, phải không nào? Em xem nè, bài số 2 không phải là khảo sát rồi. Đây, bài số 3 có survey, có khảo sát nè em. Trong khảo sát có nói đến hỏi về tên sản phẩm hay không? Câu số 1 không có, câu số 2 không có, câu số 3 cũng không có, số 4 cũng không, số 5. Đây, bạn nghĩ là cái sản phẩm này sẽ được gọi là gì? Là khảo sát về tên của sản phẩm, phải không nào? Đây là những cái tên của sản phẩm nè. Vậy thì họ có làm khảo sát, vậy chắc chắn là cái đội marketing không chọn ra được cái tên, không đưa ra được cái quyết định cuối cùng cho cái tên của nó, phải không? Vậy câu B đúng không em? Cái team marketing thì không thể chọn tên cho nó. À đúng rồi ha, đáp án là câu B luôn. Câu 195, Mr. Flint chỉ ra điều gì về cái prototype? Về từ khóa chính là Mr. Flint và prototype, phải không nào? Đó đã bán trước nha câu A. Cái strap của nó đó thì cần phải được cải thiện. Câu B, pin của nó thì không có kéo dài lâu. Câu C, những cái tín hiệu của nó đó thì không có đủ lớn. Câu D, cái màn hình của nó thì khó adjust và điều chỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Flint và prototype ở vị trí nào và bài nào nha em. Câu hỏi cuối cùng rồi mình dò bài cuối cùng trước ha. Đây có Mr. Flint và có prototype luôn nè, cùng đọc nha em. Đây là cái bản khảo sát được làm bởi Mr. Flint ha. Now that, bây giờ thì bạn đã thử nghiệm cái prototype cho cái fitness tracker của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết được cái cảm nhận của bạn ở cái phạm vi nào mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý cho những cái câu sau đây. Thứ nhất là cái sản phẩm nó thoải mái để mà đeo. Thì Mr. Flint sao em? Disagree, không có đồng ý về cái việc này ha. Có nghĩa là không có thoải mái để mà đeo. Rồi số 2, cái sản phẩm thì dễ sử dụng. Thì strongly agree là đồng ý nè. Rồi số 3, bạn thích gì về cái sản phẩm? Nó thì dễ để mà thay đổi cái thông tin mà được display thể hiện sử dụng những cái nút ở phía bên hông ha. Rồi the battery á, là cái pin thì dường như á, là kéo dài trong một cái khoảng thời gian dài. Nó ở cái mức là 98% khi mà tôi bắt đầu cái việc tập thể dục trong vòng 60 phút của tôi, và khi tôi kết thúc á, thì nó giảm xuống còn 90%. Vậy thì loại đáp án nào vậy em? Cô Bi nói vậy là sai, phải không nào? Cái pin không kéo dài lâu là sai nè. Rồi cái nào nữa, cái màn hình thì khó điều chỉnh là sai luôn. Tại vì lúc nãy nó nói là gì em? Rất là dễ dàng để mà thay đổi thông tin để được thể hiện bằng cách sử dụng những cái nút nè, phải không nào? Rồi bây giờ còn câu A và câu C thôi ha. Câu A là cái strap của nó thì cần được cải thiện. Câu C là những cái tín hiệu á, thì không có đủ lớn. Bây giờ mình sẽ cùng dò thử nha. Dò tiếp nào. Câu hỏi số 4, What did you describe? Bạn không có thích điều gì về cái sản phẩm? Đâu, mặc dù á, là tôi đã tighten, đã siết chặt cái band ở cái mức maximum luôn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là nó loose, nó rộng xung quanh cái cổ tay của tôi, phải không nào? Khi mà tôi nâng cái tay trái lên á, thì cái fitness tracker nó di chuyển xung quanh vòng vòng thì nó không có thoải mái. Vậy thì nó đang nói đến chuyện là gì em? Đeo cái thiết bị đó không có thoải mái ha. Vậy cái band ở đây rất có khả năng là cái wire hay là cái dây đeo, phải không nào? Và Mr. Flint đã siết chặt cái wire, cái dây đeo lại rồi, nhưng nó vẫn còn lỏng ha. Vậy thì theo em đáp án là câu nào? Chắc chắn không phải về tín hiệu rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu A ha. Thật ra mình có từ strap, nó bằng nghĩa với từ band, đều có nghĩa là cái đai hay là cái dây đeo đó em ha. Cái dây đeo, cái đai của nó thì cần được cải thiện, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nhé. Bài đọc số 1, Fitness Friends. Memo, một cái thư báo nội bộ ha, gửi đến cho cái bộ phận thử nghiệm kiểm tra, gửi đến từ Edward Tuft, ngày gửi là ngày 2 tháng 8, chủ đề á, là nghiên cứu cho cái sản phẩm Z-Model. Work, cái công việc á, thì đang come along well, đang tiến triển rất là tốt cho cái sản phẩm Fitness Tracker. Mình có từ Fitness Tracker chính là cái vòng đeo theo dõi sức khỏe đây. Về cái phòng đeo theo dõi sức khỏe mới nhất của chúng ta, cái mà hiện tại đó thì chúng ta đang refer to. Mình có từ refer to là đề cập ha, đề cập tới, đề cập. Đang đề cập tới, đang nhắc tới. Bằng cái tên temporary là tạm thời đấy em, temporary, tạm thời ha. Bằng cái tên tạm thời của nó là Z-Model. Rồi cái trưởng phòng marketing á, là Sy Jepson, đã share, đã chia sẻ một cái shortlist, một cái nhân, một cái danh sách được rút gọn, một cái danh sách được lọc á, ha. Danh sách được rút gọn, danh sách được lọc ra của những cái tên cuối cùng có thể dành cho cái sản phẩm này, bao gồm là Trailblazer và Split Second. Nếu mà cái department, cái bộ phận marketing á, vẫn không thể đưa ra cái quyết định cuối cùng cho cái tên trước cái ngày 11 tháng 8 thì chúng ta sẽ hỏi Survey Respondents. Mình có từ Survey Respondent có nghĩa là những người được khảo sát ý kiến ha. Survey Respondent, những người được khảo sát ý kiến, để mà đưa ra cái ý kiến của họ, được không nào? Rồi tiếp, on Thursday, vào ngày thứ năm á, thì bạn sẽ được cho một cái prototype. Mình có từ prototype có nghĩa là cái mẫu thử đầu tiên ha. Mẫu thử đầu tiên.
Bạn sẽ được đưa cho một cái mẫu thử đầu tiên của G-Model từ cái bộ phận nghiên cứu để mà thử nghiệm. First, đầu tiên á, thì chúng ta cần finalize là quyết định cái danh sách của chúng ta, cái danh sách subjects là chủ thể thử nghiệm của chúng ta, có nghĩa là những người tham gia thử nghiệm đó ha. Khi mà tôi went through, tôi đi qua, tôi xem qua cái lịch trình thử nghiệm của chúng ta đó, thì tôi nhận thấy rằng tất cả bọn họ đều trong độ tuổi 20 hoặc là 30. Nhưng mà tôi muốn có ít nhất, at least, ít nhất là một hoặc hai cái chủ thể, cái người tham dự thử nghiệm đó em, thì trong cái độ tuổi 40 hoặc 50. In order to, để mà có được cái responses là cái những cái phản hồi ha. Để mà có được những cái phản hồi từ những người sử dụng mà họ lớn tuổi hơn một chút, được không nào? Rồi, cái bài số 2 ha, là một cái lịch trình thử nghiệm cho cái sản phẩm G-Model. Rồi, đây gồm có 4 người. Người thứ nhất là 9:30 sáng. Cái người này á, tên là Dorothy Klein. Tuổi và gender là giới tính nè. 57 tuổi, female là nữ ha. Location, địa điểm là tại công viên Grand Park. Activity, cái hoạt động á, là walking, là đi bộ nè. Focus, chú trọng vào testing, thử nghiệm cái function. Mình có từ function là chức năng ha. Chú trọng vào cái chức năng heart rate là nhịp tim đó. Nhịp tim ha. Chức năng kiểm tra nhịp tim được không nào, heart rate. Rồi, 11:30 phút sáng á, thì cái người tham gia thử nghiệm là Sandman. Độ tuổi và gender, giới tính là 23 và nữ ha. Location, địa điểm là tại cái hồ Carapo Lake. Cái hoạt động là chạy nè. Chú trọng để mà thử nghiệm vào cái feature. Mình có từ feature, danh từ có nghĩa là tính năng ha. Tính năng. Feature, tính năng nó cũng khá giống với từ function ha. Rồi cái tính năng pacing, mình có từ pace. Pace có nghĩa là tốc độ ha. Pace, tốc độ. Chú trọng vào cái tính năng về tốc độ. Rồi cái người thứ ba là lúc 2:30 phút. Cái chủ thể mà tham gia thử nghiệm tên là Flint. Độ tuổi là 37, gender, giới tính là male, là nam ha. Location, địa điểm là tại cái hồ bơi cộng đồng Parkland. Rồi hoạt động là bơi nè. Focus, chú trọng vào để mà thử nghiệm cái waterproofing. Mình có từ waterproof có nghĩa là chống nước ha, không thấm nước hoặc là chống nước. Thử nghiệm cái chức năng là chống nước, không thấm nước của nó ha. Waterproofing. Ok, rồi tiếp người cuối cùng là cái chủ thể tên là Durbin. Age, độ tuổi là 32, giới tính nó là nữ, địa điểm là tại cái núi Oak Mountain. Activity, cái hoạt động á, là cycling, là chạy xe đạp nè. Chú trọng để mà kiểm tra cái ability, cái khả năng withstand. Mình có từ withstand có nghĩa là chịu đựng ha. Hoặc là chống lại. Chống lại hoặc là chịu đựng. Shocks là những cái va đập. Hay là chấn động ha. Và chỗ này có nghĩa là để mà thử nghiệm cái khả năng chịu đựng chống chấn động và đập của nó, được không nào? Ok, rồi tiếp bài số 3 ha. Bài số 3 là một cái survey, một cái bản khảo sát dành cho chủ thể tham gia cái thử nghiệm. Ok, đầu tiên là Michael Flint nè. Now that, bây giờ thì bạn đã thử nghiệm cái prototype, cái mẫu thử đầu tiên cho cái fitness tracker, cái vòng đeo theo dõi sức khỏe tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết thêm về cái impression của bạn. Mình có từ impression có nghĩa là cảm giác nè. Rồi, to what extent, mình có từ extent là phạm vi ha. Phạm vi. Bạn thì đồng ý và không đồng ý trong cái phạm vi nào với những cái câu sau đây. Số 1, cái sản phẩm thì thoải mái để mà đeo. Strongly agree là cực kỳ đồng ý nè. Agree là đồng ý. Neither agree nor disagree. Không đồng ý cũng không phủ nhận ha. Disagree là không đồng ý nè. Strongly disagree là cực kỳ không đồng ý. Rồi, thì bạn ấy chọn là disagree là không đồng ý ha. Cái số 2, cái sản phẩm thì dễ để mà sử dụng, thì chọn là cực kỳ đồng ý nè. Rồi, cái số 3, bạn thích gì về các sản phẩm? It was easy, nó thì dễ để mà thay đổi cái thông tin mà nó được display, thể hiện bằng cách sử dụng những cái buttons. Mình có từ buttons có nghĩa là những cái nút ha. Những cái nút ở cái phía bên hông, ở cái phía bên cạnh của cái máy, được không nào? The battery là pin nè. Thì dường như là kéo dài trong một cái khoảng thời gian rất là lâu. Nó đã ở cái mức là 98% khi mà tôi bắt đầu tập cái workout, là tập thể dục đây. Tập thể dục ha, workout, tập thể dục. Tôi bắt đầu cái buổi tập thể dục dài 60 phút của tôi, và khi tôi finish, tôi kết thúc á, thì nó giảm xuống còn 90%. Số 4, bạn không thích cái điều gì về cái sản phẩm? Đâu, mặc dù là tôi tighten, mình có từ tighten là siết chặt á ha. Siết chặt, làm cho nó chặt lại, siết chặt. Cái band, mình có từ band là cái đai hay là cái dây đeo em. Đai hoặc là cái dây ha. Cái đai, cái dây đeo đến cái mức là tối đa luôn, nhưng mà nó vẫn cảm thấy là sao em, loose là rộng ha, rộng, vẫn cảm thấy là rộng,
xung quanh cái wrist là cổ tay á, xung quanh cổ tay của tôi. Whenever, bất cứ khi nào mà tôi raise, tôi nâng cái tay trái lên á, thì cái fitness tracker, cái máy theo dõi cái sức khỏe này nè, nó move around, nó quay vòng vòng ha, nó di chuyển xung quanh. Cái mà cái điều này á, thì nó không có thoải mái. Rồi số 5, bạn nghĩ gì về cái sản phẩm? Bạn nghĩ là cái sản phẩm này nè nên được gọi là gì ha? Đây là những cái tên của cái sản phẩm thì bạn ấy chọn là Fast Track, được không nào? Câu 191, câu ai mình có từ incentive. Incentive có nghĩa là sự khuyến khích hay là cái động lực ha. Câu 193, câu ai mình có từ monitor. Monitor có nghĩa là quản lý hoặc là giám sát ha. Quản lý hoặc là giám sát hoặc là theo dõi. Câu bên mình có từ durability. Durability có nghĩa là cái độ bền ha. Độ bền rất là hay gặp. Ok. Rồi câu C mình có từ resistance, có nghĩa là sự chống lại ha. Chống chịu. Ok. Rồi câu 195, câu ai mình có từ strap, có nghĩa là cái đai hay là cái dây đeo á, cái quai đeo ha. Strap. Ok. Rồi câu C mình có từ signals. Signals có nghĩa là tín hiệu ha, tín hiệu. Tín hiệu. Ok. Câu D mình có từ adjust là điều chỉnh, từ này cũng rất là hay gặp, điều chỉnh ha. Ok. Câu 196 đến câu 200, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc số 1 là một bài báo, bài đọc số 2 là một cái email, bài đọc số 3 là một cái thư báo nội bộ ha. Câu 196, what problem, cái vấn đề mà được đề cập trong cái bài báo là gì? Ok, đọc án trước nha em, câu ai. Cái manual, cái sách hướng dẫn kỹ thuật á, thì có chứa một cái lỗi. Câu B, cái hàng chót sản xuất á, thì khó mà đáp ứng được. Câu C, cái thiết bị dây chuyền lắp ráp á, thì không có hoạt động. Câu D, những cái sản phẩm mới á, thì không có được tested, không có được kiểm tra một cách đầy đủ. Rồi mình cùng dò cái bài báo nha em, xem vấn đề gì xảy ra ha. Rồi cùng đọc nào. Vertical recalls là thu hồi lại những cái máy hút bụi ha. Appliance manufacturer, cái nhà sản xuất thiết bị á, Vertical đã yêu cầu rằng 5.000 cái máy hút bụi phải được mang đến cái trung tâm dịch vụ để mà inspection, là thanh tra kiểm tra. According to Vertical, theo như Vertical đó, thì cái mẫu này nè, Zuropath A7 thì chứa một cái bộ phận bị lỗi. Có một cái đáp án là lỗi là câu gì vậy em? À, câu ai nhớ nó là gì đây? Cái manual, cái sách hướng dẫn á, thì chứa lỗi. Đâu phải đâu. À, cái này là cái máy hút bụi có chứa một cái bộ phận lỗi mà, phải không nào? Vậy câu ai sai ha. Rồi tiếp nào. This problem, cái vấn đề này á, có thể gây ra làm cho cái thiết bị nó trở nên overheat, là quá nóng ha. Designer, cái nhà thiết kế, cái người thiết kế cái sản phẩm Vertical á, tên là Bruce Gooding đã nói như vậy. Thankfully, thật là may mắn không có cái khách hàng nào á báo cáo về bất kỳ cái sự cố nào, được không nào? Rồi chưa đáp án gì tiếp ha. Vertical đã review tiết lộ rằng á, cái vấn đề này nè, occur đã xảy ra bởi vì cái việc test, cái việc kiểm tra đó, cái máy hút bụi mới được sản xuất này thì không có được carry out, không có được tiến hành đủ một cách toàn diện, comprehensively, một cách toàn diện bao quát. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Có một cái phải không? À, câu D phải không nào? Cái sản phẩm mới á, thì không có được tested, không có được kiểm tra một cách đầy đủ ha. Ở đây mình có từ sufficiently là kiểm tra một cách đầy đủ nè. Sufficiently tested. Còn ở trên người ta dùng từ gì vậy em? À đây nè, carry out comprehensively. Đây nè ha, test nè, cái việc kiểm tra thì không có được thực hiện một cách bao quát toàn diện, được không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu câu D ha. Ok. Câu 197, trong bài báo cái từ carry out ở đoạn 2 dòng 2 đó thì gần nghĩa với từ nào nhất? Đáp án trước nghe em, câu A transport là vận chuyển nè. Câu B influence, ảnh hưởng. Câu C perform, thực hiện. Câu D negotiate là thương lượng. Ok, lúc nãy mình có thấy từ carry out rồi phải không em? Ở đâu vậy? À, ở bài số 1 đây nè. Đây có từ carry out phải không nào? Cùng đọc lại nha, nó là gì đây? Vertical đã review, đã tiết lộ rằng cái vấn đề đã xảy ra because, bởi vì những cái bài kiểm tra, những cái việc kiểm tra cho cái máy hút bụi mới được sản xuất này nè, thì không có được carry out, không được tiến hành thực hiện đủ một cách toàn diện bao quát, phải không nào? Vậy carry out là tiến hành hay là thực hiện ha? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu C rồi phải không nào? Perform, tiến hành thực hiện, được không nào? Câu 198, cái điều gì sẽ xảy ra vào ngày 3 tháng 11? Vậy từ khóa chính là ngày 3 tháng 11 ha. Đã đáp án trước nào câu A. Mr. Gooding lên kế hoạch cho một cái việc thanh tra kiểm tra của nhà máy Westland. Câu B, Mr. Sharon sẽ assess, đánh giá chất lượng của một số cái components. Câu C, Miss Clark sẽ tham dự một cuộc họp tại trụ sở chính của Vertical. Câu D, Mr. Adubar sẽ tiến hành thực hiện cái việc đào tạo. Bây giờ mình sẽ cùng dò xem ngày 3 tháng 11 ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp bài số 1 ha.
Ở đây phải hôm nào có ngày 3 tháng 11 nè, mình cùng đọc câu này nha. The company, công ty đã quyết định ngừng cái việc sản xuất tại tất cả các plants, nhà máy, công ty vào ngày 3 tháng 11 để mà giải quyết cái tình hình này. Tình hình này là tình hình gì? Mình sẽ đọc cái câu ở phía trước để dễ hiểu hơn ha. Đây, Walter đã tiết lộ rằng cái vấn đề đã xảy ra bởi vì cái việc kiểm tra cái máy hút bụi mới được sản xuất á, thì không có được carry out, được tiến hành một cách bao quát toàn diện. Vậy giải quyết tình hình này chính là cái tình hình mà cái việc kiểm tra chưa có được thực hiện đầy đủ bao quát toàn diện, phải không nào? Rồi, nhưng mà nó chưa có thông tin để mình chọn đáp án. Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ với những cái bài ở dưới ha. Vậy mình sẽ dò những cái bài ở dưới xem có ngày 3 tháng 11 hoặc là cái việc là công ty đóng cửa ngừng sản xuất hay không nha. Rồi bài số 2 đi em. Giờ xem có ngày 3 tháng 11 không? Đoạn thứ nhất, hoặc là cái việc công ty ngừng sản xuất. Dòng thứ nhất không có, phải không nào? Dòng thứ hai cũng không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có ha. Rồi tiếp đoạn thứ hai, xem có ngày 3 tháng 11 và đóng cửa ngừng sản xuất không ha. Dòng thứ nhất không có, dòng thứ hai cũng không luôn, dòng thứ ba cũng không có, phải không nào? Dòng cuối cùng cũng không có luôn. Vậy mình dò tiếp bài số 3 đi em, xem có hay không ha. Dòng thứ nhất, đây có từ shut down production nè em. Rồi mình đọc thử câu này nha. Như tất cả các bạn đều biết á, thì chúng ta đã đóng cửa nè, ngừng production là sản xuất trong một ngày, giống ngày 3 tháng 11 phải không? Nè, during this time, trong suốt khoảng thời gian đó, thì tôi sẽ teaching, tôi sẽ dạy cho nhân viên, công nhân của nhà máy á, cái quá trình testing, cái quá trình kiểm tra mới, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào ha? Việc gì xảy ra vào ngày 3 tháng 11? Mr. Gooding lên kế hoạch để mà thanh tra. Không có thanh tra nè, đánh giá chất lượng cũng không có luôn, tham dự cuộc họp tại trụ sở chính cũng không có luôn, mà là tiến hành cái việc đào tạo, phải không? Bây giờ em coi có phải là Mr. Adubor hay không. Rồi bài số 3 là ai gửi về em? Đây, from Adubor. Người gửi là Adubor và ông ấy nói là gì? Vào ngày đó thì ông ấy sẽ dạy cho nhân viên cái quá trình kiểm tra mới, có nghĩa là đào tạo cho nhân viên, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu D ha. Mr. Adubor sẽ thực hiện, tiến hành cái việc đào tạo, được không nào? Câu 199, what is mentioned, cái điều gì thì được đề cập về BGW Group, về từ khóa chính là cái nhóm này, phải không nào? Đọc đáp án trước nha em, câu A. Nó nhận được cái lời khuyên từ một tư vấn viên, cô B. Nó đã sở hữu những cái sản phẩm của Verter được ít hơn một năm. Câu C, nó đã phải replace, thay thế một số cái nhân viên lau dọn của nó. Câu D, nó tọa lạc tại một cái thành phố lớn nhất, rộng lớn nhất ở trong cái vùng. Rồi mình sẽ cùng dò xem từ khóa này ở vị trí nào nha em. Rồi dò lại luôn nha, bài số 1 có không em? Bài số 1 không có nè. Bài số 2 không có. Rồi giờ tiếp bài số 2 nha. Tại vì bài số 2 lúc nãy mình chưa có sử dụng thông tin nè. Đoạn số 1 có không em? À không có. Đoạn số 2 thì sao? Đây phải không nào, có BGW Group nè. Rồi ở đâu có nữa? Đây nè em, ký tên là BGW Group. Vậy đây là cái email gửi đến từ Clark, một cái quản lý, một cái quản trị, ban quản trị của cái nhóm này, phải không nào? Vậy thì rất có khả năng cả bài này đều nói về cái nhóm này hết. Nhưng mình cứ đọc cái câu chứa từ khóa này trước, chỗ này trước cái đã ha. Nếu mà không có thì mình sẽ vào từ đầu, được không nào? I'm not sure, tôi không chắc chắn rằng á, là có một cái trung tâm dịch vụ của Verter ở đây tại Blissville. Vì vậy nhân viên của cái nhóm này nè, có lẽ là phải mang chúng đến một cái thành phố khác. Rồi chưa có đáp án, phải không nào? Không có liên quan gì đến đáp án hết, đọc tiếp nha. In any case, trong bất kỳ trường hợp nào, có nghĩa là dù là có cái trung tâm dịch vụ ở Blissville hay không á, thì hãy cho tôi biết sớm nhất có thể để mà tôi có thể cung cấp cho cái nhân viên có liên quan những cái thông tin cần thiết. Rồi vì chưa có đáp án luôn thì mình dò từ đầu đi em. Đây, hi Kenneth, tôi đã nhận được cái thông báo hôm nay á, nêu lên rằng tất cả những cái máy hút bụi A7, Zurubat A7 này nè, mà chúng ta đã mua cho trụ sở chính của chúng ta thì cần phải được mang đến cái trung tâm dịch vụ của Verter. Rồi tiếp, có một cái vấn đề xảy ra với một trong những cái bộ phận của nó. Dường như là như vậy ha, mặc dù là chưa có cái vấn đề gì đã được báo cáo trong 6 tháng mà chúng ta đã mua chúng. Vậy thì có nghĩa là họ đã mua những cái máy hút bụi này trong vòng bao lâu vậy em? 6 tháng rồi, mà những máy hút bụi này là thuộc cái sản phẩm của công ty nào vậy? Của Verter, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Lúc nãy mình có dò rồi nè. Đáp án là câu B, phải không? Nó sở hữu những cái sản phẩm của Verter được ít hơn một năm, cụ thể ở đây là 6 tháng ha. Câu 200, Miss Clark thì bảo nhân viên á, là phải mang những cái thiết bị á, đi đâu? Ok, đáp án trước nha em. À, đáp án là những cái địa chỉ, phải không nào? Câu cuối cùng rồi thì mình dò bài cuối cùng ha. Nhưng mà cái chỗ mà Miss Clark bảo nhân viên mang những cái thiết bị đến đâu á, thì lúc nãy mình lại dò bài số mấy vậy em? À, bài số 2 phải không? Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ giữa bài 2 với bài 3 ha. Bây giờ em cùng xem nè. Bài 3 là những cái địa chỉ, phải không nào?
Đây nè, địa chỉ nằm ở cái ô này nè em. Ok, còn cái chỗ mà Miss Clark yêu cầu nhân viên á mang thiết bị đâu là cái chỗ nào vậy em? Là cái đoạn này phải không nào? Đây nè. Đây nè, có nhân viên luôn nè. Mang chúng đến cái thành phố khác nè, mình cùng đọc cái đoạn này nha. Đây, the attached notice, cái thông báo được đính kèm á thì chứa cái thông tin liên hệ của cái nhà sản xuất. Vui lòng hãy gọi cho cái số dịch vụ ở cái vùng Westland và tìm hiểu chính xác là cái nơi mà những cái máy hút bụi này á thì cần được mang đến. Tôi không có chắc rằng á là có một cái trung tâm dịch vụ ở đây nè, ở Blissville. Vì thế nhân viên của cái nhóm này có thể là phải mang chúng đến thành phố khác. Vậy có nghĩa là bà ấy á yêu cầu là mang đến trung tâm dịch vụ mà phải không nào? Mà nếu mà có ở Blissville thì tốt quá, còn nếu mà không có thì phải mang đến thành phố khác phải không? Bây giờ em dò cái địa chỉ xem có Blissville không. À đây nè, có Blissville nè. Thì cái trung tâm dịch vụ của nó đó em, địa chỉ là ở đâu? 2956. Vậy nhân viên cần phải mang đến địa chỉ nào vậy em? À, câu C phải không? Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng đọc nào. Bài đầu tiên là một cái bài báo ha. Trên tờ bài mình có từ recall. Recall có nghĩa là thu hồi nha em, thu hồi ha. Tờ bài có nghĩa là cái công ty Vertra thì thu hồi là những cái vacuums, là máy hút bụi. Máy hút bụi ha. Tiếp nào, appliance có nghĩa là thiết bị ha. Manufacturer có nghĩa là nhà sản xuất. Nhà sản xuất thiết bị Vertra đó thì đã yêu cầu rằng 5.000 cái máy hút bụi thì cần phải được mang đến cái trung tâm dịch vụ cho cái việc inspection, là thanh tra kiểm tra nha. Từ này cũng rất là hay gặp ha, để mà thanh tra kiểm tra. According to Vertra, theo như cái công ty Vertra đó thì cái mẫu in question có nghĩa là khả nghi hay là bị nghi ngờ ha. Cái mẫu này nè, bị khả nghi, bị nghi ngờ đó, này có tên là Zurupath A7 thì chứa một cái bộ phận faulty là bị lỗi đây. Faulty bị lỗi ha. Chứa một cái bộ phận bị lỗi, this problem, cái vấn đề này á thì có thể cause, làm cho cái thiết bị nó overheat, nó trở nên quá nóng. Designer, cái người thiết kế của cái sản phẩm của công ty Vertra đã nói như vậy. Người này tên là Bruce Gooding. Thankfully có nghĩa là may mắn em ha. Thankfully, trạng từ là may mắn. Thật là may mắn khi mà vẫn chưa có cái khách hàng nào họ báo cáo về bất kỳ cái incident, mình có từ incident là sự cố ha, báo cáo về cái sự cố nào hết. Rồi tiếp, công ty Vertra đã review, mình có từ review là tiết lộ ha, review tiết lộ, đã tiết lộ rằng cái vấn đề này xảy ra bởi vì cái việc kiểm tra những cái máy hút bụi mới được sản xuất á, thì không có được carry out, là tiến hành hoặc là thực hiện ha. Không có được tiến hành hoặc là thực hiện comprehensively. Mình có từ comprehensively là một cách bao quát hay là toàn diện. Cô dịch lại ha. Rồi, công ty Vertra đã tiết lộ rằng cái vấn đề này nó xảy ra bởi vì cái việc kiểm tra những cái máy hút bụi mới được sản xuất này nè thì không có được tiến hành thực hiện đủ một cách bao quát toàn diện. Rồi cái công ty đã decided, đã quyết định ngưng cái việc production, là sản xuất tại tất cả những cái plants, là nhà máy hay là xí nghiệp ha. Tại tất cả những cái nhà máy vào ngày 3 tháng 11 để mà address, có nghĩa là giải quyết ha. Address là giải quyết. Giải quyết cái tình hình này, cái tình huống này. Rồi tiếp, cái bài thứ hai là một cái bài email gửi đến cho Sharon, gửi từ Clark. Chủ đề là về cái máy hút bụi. Ngày gửi là ngày 30 tháng 10. Tài liệu đính kèm là một cái thông báo thanh tra của công ty Vertra, được không nào? Rồi, hi Kenneth, tôi đã nhận được cái thông báo ngày hôm nay. Nói là rằng là tất cả những cái máy hút bụi hiệu Zurupath A7 mà chúng ta đã mua cho headquarters, là dự án trụ sở chính ha, mua cho trụ sở chính của chúng ta đó, thì cần được mang đến cái trung tâm dịch vụ của Vertra. Có một cái vấn đề với một trong những cái bộ phận của nó, dường như là như vậy, mặc dù không có cái vấn đề gì đã được báo cáo trong 6 tháng mà chúng ta có nó. Rồi, the attached notice, cái thông báo được đính kèm á, thì chứa cái thông tin liên hệ của nhà sản xuất. Vui lòng hãy gọi cho cái số dịch vụ để cho cái vùng Westland, mình có từ region là vùng á, và find out để mà tìm hiểu xem chính xác là cái nơi nào mà những cái máy hút bụi thì cần được mang đến. I'm not sure, tôi không chắc chắn rằng là có một cái trung tâm dịch vụ của Vertra ở đây, ở Britville.
Vì thế những cái nhân viên của cái nhóm này nè thì có lẽ đó là phải mang chúng đến một cái thành phố khác. In any case, trong bất kỳ trường hợp nào thì vui lòng hãy cho tôi biết sớm nhất có thể để mà tôi có thể cung cấp cho cái người nhân viên relevant là có liên quan ha. Relevant là có liên quan. Cung cấp cho các người nhân viên có liên quan những cái thông tin cần thiết. Rồi, cảm ơn. Ok. Rồi tiếp bài số 3. Bài số 3 mình có đây là một cái gửi đến cho tất cả nhân viên nè, gửi từ Aduber, người quản lý ha. Rồi, ngày gửi là 28 tháng 10. Chủ đề đó là update là cập nhật nè. As you all know, như tất cả các bạn đều biết á, thì chúng tôi sẽ shut down là đóng cửa hay là ngừng nè. Đóng cửa hay là ngừng làm việc gì ha? Ngừng cái việc sản xuất trong một ngày. Trong suốt cái khoảng thời gian này thì tôi sẽ dạy cho nhân viên của nhà máy đó về cái process là gì em, cái quá trình ha. Về cái quá trình kiểm tra mới. Rồi cũng như vậy thì tôi đã nhận được một cái danh sách của những cái địa điểm nơi mà người ta có thể mang cái Zuropath A7, cái máy hút bụi hiệu này nè của họ đến để mà inspect. Inspect là động từ của từ inspection ở trên em. Động từ thì có nghĩa là thanh tra hoặc là kiểm tra ha, còn danh từ có nghĩa là sự thanh tra, kiểm tra. Rồi, khi mà trả lời bất kỳ những cái inquiries, những cái thư yêu cầu thông tin nào á thì vui lòng hãy đảm bảo là refer to. Mình có từ refer to là tham khảo ha. Nghĩa thứ nhất là tham khảo, nghĩa thứ hai là đề cập. Chỗ này có nghĩa là tham khảo á thì hãy tham khảo nó để mà cung cấp cho khách hàng cái thông tin. Đây tham khảo cái bảng này nè em. Tương ứng với mỗi thành phố thì sẽ có một cái địa điểm trung tâm dịch vụ water khác nhau ha. Câu 196 câu A mình có từ manual. Manual có nghĩa là cái sổ hướng dẫn hay là sách hướng dẫn, rất là quan trọng ha. Sổ hướng dẫn hoặc là sách hướng dẫn rất là hay ra thi. Rồi câu B, câu C mình có từ assembly, có nghĩa là lắp ráp. Assembly là lắp ráp ha. Out of operation có nghĩa là ngừng hoạt động, không có hoạt động ha, không có hoạt động, không có vận hành. Rồi câu D mình có từ sufficiently có nghĩa là một cách đầy đủ. Sufficient là đủ đó. Sufficiently một cách đầy đủ ha. Câu 197 câu C mình có từ perform có nghĩa là thực hiện ha. Câu 198 câu A mình có từ inspection đã gặp rồi, danh từ có nghĩa là sự thanh tra hay là kiểm tra ha. Rồi câu B mình có từ components có nghĩa là thành phần. Thành phần cấu tạo nó gì đó ha. Thành phần. Rồi, câu 199 câu A mình có từ consultant có nghĩa là cái người tư vấn hay còn gọi là tư vấn viên ha.